thưa quý vị hàn quốc được thế giới biết đến là đất nước có tốc độ phát triển khá mạnh không chỉ về kinh tế truyền thông các hoạt động nghệ thuật giải trí mà ngay cả ngành du lịch cũng được đầu tư phát triển vượt bậc trong đó nền văn hóa truyền thống các công trình cổ kính mang giá trị lịch sử lâu đời thu hút du khách đến với ngành du lịch được chú trọng bảo lưu giữ gìn rất cẩn thận một trong số các di sản văn hóa có giá trị của xứ kim chi phải kể đến các đền chùa cổ kính đây là các địa danh lịch sử thu hút hàng ngàn du khách hành hương Phật giáo cùng rất nhiều chuyến du lịch Hàn Quốc trong năm. Một trong các ngôi chùa ấy phải nhắc đến Dược Tuyền tự, ngôi chùa Linh Thiên cổ kính xứ Jeju. Chùa Dược Tuyền tự, Jachjeonsa, là một ngôi chùa lớn nằm tại đỉnh một quả đồi nhìn ra biển tại Taebeon, thuộc thành phố Sewebo, trên đảo Jeju. Cái tên Dược Tuyền sở dĩ bắt nguồn từ một dòng suối vô cùng sạch sẽ chảy trong khuôn viên chùa. Nước trắng xóa tung bọt tuyệt đẹp và dòng suối này có nguồn nước dược liệu tác dụng cực kỳ tốt cho sức khỏe. Sau khi du khách vào chùa cúng lễ xong, họ thường ra giếng nước này để xin nước lọc uống với mong muốn một sức khỏe dồi dào. Chùa Sa được khởi công xây dựng vào tháng 2 năm 1988 và hoàn thành vào tháng 9 năm 1996 và đến ngày 1 tháng 6 năm 1999, ngôi chùa này mới chính thức được công nhận là trụ sở của Phật giáo Hàn Quốc tại đảo Jeju. Nơi đây còn là nơi lưu dấu một vị thiền sư Hàn Quốc rất nổi tiếng, đó là Thiền sư Nhật Đà, sinh năm 1929, mất năm 1999, nổi tiếng trì luật và sang Mỹ Hoàng Dương Tổ sư Thiền, chuyên dạy tham công án, kháng thoại đầu. Tọa lạc trên mảnh đất với tổng diện tích là 122,1 m2, Phía trước chùa là hai tòa tháp nằm ở hai góc. Tòa chính diện với chiều cao lên tới 28 mét, chiều cao tương đương với một tòa cao ốc 8 tầng hiện đại, được thiết kế với 4 tầng. Trần nhà và các bức tường xung quanh được trang trí bằng những hình vẽ họa tiết phức tạp, đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo của người nghệ nhân. Khu vực chính diện của Saxion Sa trưng bày và thờ cúng khoảng 18.000 bức tượng Phật lớn nhỏ được thiếp vàng trang trí tuyệt đẹp, cùng 500 bức tượng các vị La Hán được chạm khắc bằng gỗ và đặc biệt là một quả chuông được đúc bằng đồng với khối lượng lên tới 18 tấn. Xung quanh chùa là nét đẹp thân quen bởi mùi hương thơm thoang thoảng của cỏ dại, của cây quýt, cây cam và nhiều cây ăn quả khác cũng như núi rừng bao quanh không gian nơi đây. Một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hàn Quốc được thiên nhiên ban tặng cho khí hậu mát mẻ trong lành quanh năm suốt bốn mùa bởi vậy để tham quan thưởng ngoạn vẻ đẹp của chùa du khách có thể đến bất cứ thời điểm nào với không gian yên tĩnh thanh bình và trong lành mỗi mùa từ xuân hạ thu cho đến mùa đông nơi đây cũng mang một vẻ đẹp rất riêng hàng năm ngôi chùa thu hút rất nhiều du khách thập phương đến thăm với lối kiến trúc mỹ thuật cực kỳ độc đáo và đẹp mắt mặc dù được xây dựng theo thiết kế hiện đại nhưng ngôi bảo tự vẫn không làm mất đi sự trang nghiêm vốn có ở những ngôi chùa phật giáo khi đến đây ngoài chiêm ngưỡng vẻ đẹp dược tuyền tự du khách còn có thể hòa mình vào khung cảnh lãng mạn nơi đây với nét đẹp nhẹ nhàng không gian thanh tĩnh gột rửa những phiền não của thân tâm đêm đêm ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đủ màu sắc được trang trí khắp nơi trong chùa, cùng tỏa ra tạo nên một không gian huyền ảo, khiến cho du khách không thể nào quên được khi đã đặt chân đến nơi bảo tự cổ kính xứ Kim Chi này.